Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc đích tin Mướn triệu phú làm việc. Ông Andrew Carnegie từng là giàu nhất nước Mỹ. Ông từ tôi cách lang di dân đến Mỹ lúc còn là một cậu bé. Làm nhiều công việc lặt vặt khác nhau, cuối cùng trở nên chủ một hãng luyện kim lớn nhất Hoa Kỳ. Có lần, ông mướn 43 nhà triệu phú làm việc cho mình. Thời đó, số người được kể là triệu phú rất hiếm hoi. $1 triệu thời đó lớn bằng cả 100 triệu ngày nay. Một phóng viên hỏi ông làm thế nào có thể mướn đến 43 triệu phú làm việc cho mình như thế. Ông đáp rằng, những người này không phải là triệu phú khi làm việc cho ông, nhưng họ sau khi làm việc cho ông, kết quả là họ trở nên triệu phú. Câu hỏi tiếp theo của phóng viên này là, làm cách nào để ông có thể gây dựng và phát triển những người này trở nên cực kỳ giá trị và ông lại có thể trả cho họ nhiều tiền như thế? Ông Carnegie cho biết rằng, con người được gây dựng và phát triển giống y như cách khai thác mỏ vàng vậy. Khi khai thác mỏ vàng, hàng tấn đất cát được đào xới, cất bỏ để chỉ lọc được một lượng vàng thôi. Nhưng chúng ta không đi vào mỏ vàng để tìm đất cát, nhưng vào đó để tìm vàng. Đó chính xác là cách mỗi con cái Chúa, nhất là người lãnh đạo hội thánh, cần nhìn vào con người, đừng tìm những lỗi lầm, sai trật, thiếu sót. Hãy tìm vàng, đừng tìm bụi đất. Tìm điều tốt, chứ đừng tìm điều xấu. Hãy tìm kiếm những khía cạnh tích cực của cuộc đời, giống như mọi điều khác. Càng tìm những phẩm tính tốt nơi con cái Chúa, chúng ta càng khám phá ra nhiều phẩm tính tốt hơn nữa. Câu góc suy ngẫm: anh em hãy nhớ đến những người dìu dắt và truyền dạy lời Chúa cho mình. Hãy nghĩ đến kết quả tốt đẹp của đời sống họ và học tập lòng tin Chúa của họ. Hãy vâng lời những người dìu dắt anh em và theo đúng lời hướng dẫn của họ, vì họ coi sóc linh hồn anh em và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Hãy vâng phục họ để họ vui vẻ thi hành nhiệm vụ. Nếu họ phiền muộn, chính anh em cũng chịu thiệt thôi. Hebrews đoạn 13 câu 7 và câu 17. Amen.